Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Thì bữa nay mình sẽ trích ra cái tiền kiếm từ video trên YouTube ha. Video trên YouTube cả nhà. Tất cả là 10 tháng ròng rã mới được 2 triệu 200 ngàn. Đây, 10 tháng của Tèo đăng video thì cái doanh thu của quảng cáo thì tất cả cái quảng cáo trên video á mọi người xem quảng cáo thì sẽ thấy cái quảng cáo ở trên video của Tèo thì Tèo được 10 tháng mới được có 2 triệu 2 thôi. Mỗi một tháng hình như là có khi được 7 8 đô, 10 đô thì từ 100 đô nó mới cho mình rút một lần. Ròng rã 10 tháng mới được 2 triệu 2 là được chín mươi mấy đô trừ thuế hết rồi cả nhà. Được 100 mười mấy đô nhưng mà trừ thuế hết mười mấy đô rồi. Thì còn được 2 triệu 2. Thì cái 2 triệu 2 này thì mình sẽ mua một món quà nhỏ thì nói chung là cũng có một kèm thêm một bao lì xì, mỗi bao lì xì là 50.000. Mỗi bao lì xì là 50.000 thì được có 20 phần thôi ha. Đây, 20 phần và số tiền này thì mình sẽ đi phát cho những người ở ngoài ha, những người gặp khó khăn, nói chung là được một một bữa ăn thôi. Rồi, mình sẽ đi thôi mọi người. Xin chào nha.